18 món ăn kém heo thi phổ biến các PT khuyên chúng ta nên tránh xa. Phần 2, đừng để cơ thể và những nỗ lực tập luyện trở thành nạn nhân của các món ăn kém heo thi này nhé anh em. Có một sự thật là đồ ăn ngon lại không tốt, còn đồ ăn kém heo thi lại rất ngon miệng. Chúng ta đều biết, thành quả tập luyện có cao hay thấp phụ thuộc vào số calo và hàm lượng dinh dưỡng chúng ta nạp vào rất nhiều. Tôi không khuyên anh em kiêm hẳn 18 món này cả đời. Hãy cố gắng ăn chúng vào những chiếc dây với số lượng ít thôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 10 món ăn kém heo thì anh em nên tránh xa nhiều nhất có thể. Tháng 9 bữa ăn không có protein một người vận động mạnh cần protein để sửa chữa và tăng cường các mô cơ. Mỗi bữa ăn có lượng protein cần thiết với nhu cầu sẽ duy trì sự đầy đủ cân bằng dưỡng chất. Đồng thời giúp giảm lượng đường trong máu và tăng cảm giác no một bữa sáng nhanh, gọn, lẻ, no bụng gồm bột yến mạch, một phần lòng trắng trứng hoặc một muỗng lớn bơ hạt. Thăng 10 đồ uống thể thao trừ khi anh em tập luyện với cường độ cực cao và hà khắc nếu không, việc bổ sung đồ uống thể thao là không cần thiết. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity cho thấy những người tiêu thụ một hoặc nhiều đồ uống thể thao mỗi ngày tăng cân gấp 3 lần so với những người không uống. Đồ uống này tăng cường chất điện giải nhưng lại chứa tới 34 gram đường. Sau buổi tập anh em có thể lựa chọn đồ uống hợp lý hơn như nước dừa và nước ép trái cây. Nước ép anh đào chua thần dược cho sức khỏe thăng 11 thanh dinh dưỡng đừng tin vào những giá trị thần thánh hóa của các thanh dinh dưỡng. Rõ ràng các thanh protein có hàm lượng calo cao, giúp anh em tăng cơ nhưng nếu ăn quá nhiều sau một buổi tập nhẹ hoặc ăn trước buổi tập. Nó có thể dễ dàng gây tăng cân vì thành phần chất béo bão hòa và đường được thêm vào thăng 12 sữa chua có hương vị những hộp sữa chua có hương vị rất dễ ăn và dễ đem theo cùng tuy nhiên chúng lại chứa rất nhiều đường đặc biệt là những loại bổ sung trái cây hãy hà khắc với bản thân trong quá trình chinh phục mục tiêu anh em nên biết rằng những món ăn sẵn chứa đường này làm tăng lượng đường trong máu làm tăng tỷ lệ nghiện thức ăn và suy giảm năng lượng thay vào đó hãy chọn những sản phẩm sữa chua không đường hoặc sữa chua hy lạp Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều protein là lựa chọn rất tốt cho những người đam mê thể vì chúng ít đường, nhiều chất dinh dưỡng và còn ngon nữa. Thăng 13 pasta như tôi đã chia sẻ ở phần một cáp không xấu. Cơ thể cần cáp để tạo năng lượng. Nhưng tinh bột trắng không nên là lựa chọn tinh bột bổ sung hàng ngày vì chúng đã bị loại bỏ chất xơ và cám trong quá trình sản xuất. Thay vào đó hãy chọn cáp từ hạt quinoa, gạo huyết rồng, bánh mì nguyên cám, pasta nguyên cám. Thăng 14 nước ép hoa quả cắt một loại quả rồi ăn hoặc ăn kèm sữa chua. Yến Mạch chẳng mất mấy thời gian mà phải mua chai nước ép đóng hộp đúng không mấy ông? Nước ép trái cây có rất nhiều vitamin và khoáng chất nhưng anh em lại đánh mất phần dinh dưỡng lớn nhất bị bỏ đi từ vỏ và phần xác. Thăng 15 nước sốt đóng chai việc sử dụng các sản phẩm đóng chai đi ngược với định hướng ăn sạch của chúng ta. Ăn sạch có nghĩa là sử dụng thực phẩm sạch, hạn chế gia vị, phụ gia, chất bảo quản. Thời gian làm nước sốt ăn kèm salad chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Anh em có thể làm sẵn lọ nước sốt ô liu, giấm táo, Ăn dần, vừa ngon, vừa rẻ, vừa tiết kiệm. Thăng 16 thịt nguội đóng gói các loại thịt nguội đóng gói chứa hàng tấn muối và nitrat bổ sung được sử dụng để bảo quản độ tươi và màu sắc của chúng. Ngoài calo, những loại thịt này còn làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tim và ung thư. Thăng 17 hỗn hợp hạt vẫn là câu chuyện tương tự với thịt hộp sữa chua, granola. Các loại hạt đóng gói thường được gia giảm thêm phụ gia để tăng màu sắc và độ thơm ngon cho món ăn. Hãy mua các loại hạt rồi trộn chúng vào hộp lớn hoặc ăn riêng lẻ từng loại hạt để nhận đúng giá trị dinh dưỡng của chúng nhé. Thăng 18 Froyo sữa chua đông lạnh là một sự thay thế lành mạnh hơn cho kem. Hầu hết đều không có chất béo, nhưng có nhiều đường nên lượng calo vẫn cao. Hãy ăn chúng với lượng vừa phải thôi nha. Không biết anh em có phải fan món nào trong 18 món ăn tưởng là healthy nhưng thực chất lại không healthy. Không biết thì thôi chứ biết rồi thì hạn chế chúng để đạt mục tiêu dài nhé.